Quay trở lại trận đấu thứ hai của chúng ta, cũng là trận đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay rồi, khi mà đồng hồ đã bước sang một ngày mới, ngày 21 tháng 7, cũng là ngày cuối cùng mà ngày mai mình sẽ live stream luôn trước khi mình đi Đức chục ngày. Rất mong là khi mà mình đi Đức chục ngày về vẫn được sự ủng hộ của các bạn, vẫn được nhìn thấy các bạn ở trên màn hình, vẫn được các bạn comment chúc mừng, vẫn được các bạn quan tâm và yêu quý. Và các bạn nào đang xem mà chưa subscribe thì hãy subscribe cho mình nha. Cảm ơn Wendy, cảm ơn em nha. Bây giờ chúng ta quay trở lại trận đấu nào. Hải Mõm và Phát tại sao lại nhảy hai người hai hướng như này không? Có vẻ như là Phát đang có một tình huống nhảy chậm so với người đồng đội mình. Sa Mè là khu vực mà Hải Mõm và Phát đang cố gắng hướng tới. Rất nhiều người nhảy rồi. Tuấn Z cũng nhảy sang khu vực bên trái. Chupa Chu càng Phát Kien nhảy ngược ra khu vực đằng sau cùng White So Easy. Rất khó hiểu. Trong khi đó thì Bông Mai và Viking chiếm cho mình khu vực Cảm Pòng. Khu vực Cảm Pòng là một trong những khu vực vô cùng rộng lớn, và bây giờ hai người lút thôi thì đã đồ quá ngon rồi. Tuy nhiên là gần đó là hai đối thủ vô cùng phải nói là đáng dè chừng, đó là Phát Kien và White So Easy. Ở khu vực giữa bản đồ, Pochikyo House Lao và Chào Chú Đi Con cùng với Mít Hương. Như lại vậy là Mít Hương sẽ không bắn cặp với cả Tôi Tên Bô nữa. Hương bị bắn rất nhiều rồi. Hương vừa đi spa về và bây giờ mới đi spa về đã bị bắn rất nhiều rồi. Bây giờ Pato là người chủ động đẩy lên trên với khẩu S12K của mình, chiếm được khu nhà này rồi. Và bây giờ Pato đẩy vào, Mít Hương bị động vào trong tình huống vừa rồi. Bên chỉ còn lại Chào Chú Đi Con mà thôi, vẫn đang ở bên ngoài với khẩu Vector của mình. Slao chưa làm số tình huống vừa rồi và Chào Chú Đi Con bắn trượt 13 viên Vector. Bây giờ thì có mà của Slao, tuy nhiên lại nằm xuống bởi vị trí của Pato rồi. Như vậy là Chào Chú Đi Con là team đầu tiên nằm xuống trận đấu của chúng ta. Trong khi đó thì bên này Nicky đang bơi ở dưới hồ, gần đó là vị trí của Tao là Tiến và Ngọc Thắng C07. Long Ca bỏ chạy rồi, Long Ca chưa có bất cứ một cái gì cả. Nicky thì rất có thể sẽ lộ vị trí sớm rồi. Chờ đợi xem. Long Ca đang di chuyển vào vị trí của Emmy và bây giờ Emmy chủ động chạy vào, có cho mình một khẩu súng, đó là khẩu Vector. Long Ca phát hiện ra mẹ có bả rồi nên Long Ca tiếp tục chạy tiếp. Gần đó hơn là vị trí của Huy BMT. Bây giờ là màn câu cá của Ngọc Thắng C07 cùng với Tao Là Tiến. Giờ thì Nicky rất có thể sẽ rời bỏ cuộc chơi sớm ở đây. Nicky nằm xuống rồi, mạng thuộc về Ngọc Thắng C07. Bây giờ chỉ còn lại mình 5k mà thôi. Map này của chúng ta thì đúng là chưa thể nói trước gì. Huy BMT bị lộ vị trí, tuy nhiên Long Ca chưa có cho mình bất cứ một cái gì để có thể chống trả lại sự khó chịu của Huy BMT cả. Có cho mình khẩu Uzi rồi. Chờ đợi xem Long Ca sẽ làm gì trong tình huống này đây. 1v2 và Huy BMT vẫn đang cặp cụi lút đồ, không hề biết được sự có mặt của Long Ca ở đây. Phát hiện ra tiếng chân rồi và bây giờ solo 1v1. Long Ca nằm xuống, như vậy là ứng cử viên top 1 của chúng ta, người team vừa giành top 1 trong trận đấu vừa rồi, đã nằm xuống ở trận đấu thứ hai này ở thứ hạng số 46. Quá nhanh, và nếu như tôi nghe không nhầm thì vừa có một tiếng frame gun được bắn lên trên trời. Như vậy là map sunup của chúng ta đã update frame gun rồi. Cycus đẩy lên trên và Cycus bị knock out bởi vị trí của Rio. Giờ thì Rio đang có thời gian để hồi máu, không thể cứu người đồng đội mình được. TF đẩy lên trên và bây giờ Rio nằm xuống bởi TF 17cm, cứu được người đồng đội Evos Sirius của mình rồi. Ở bên này thì team của Húc và Phan Quỳnh có cho mình một mạng rồi. Maxi di chuyển ngược ra đằng sau. Còn Quick thì thấy vị trí của Cover HD. Bit bị bắn rất nhiều và bây giờ Cover HD chỉ còn ra mình chấm máu. Cover HD nằm xuống bởi vị trí của Sim VC1. Một thành viên đã từng thi đấu với Gilby Marine ở giải Southeast Asia Championship vừa rồi. Tuy nhiên Cover HD được người đồng đội mình cứu rồi. Quá nhiều giao tranh khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra mà thôi. Đúng là map startup của chúng ta quá nhỏ để cho 100 người có thể tranh giành nhau. Giờ thì Cover HD kịp hồi máu rồi. DG Chip vừa nằm xuống bởi ốc vô địch. Sự may mắn, có vẻ như là Cover HD lại bị knock out lần thứ hai bởi Mr. Wick. Bây giờ thì Wick đẩy lên trên và góc của Wick đang vô cùng đẹp. Và bây giờ thì Sim VC1 kết thúc luồng mạn của BitKit. Cover HD cùng người đồng đội mình nằm xuống ở vị trí số 40 trong trận đấu này. Dần dần các khu vực của chúng ta trong trận đấu cũng dần dần được định hình rồi. DG Chip nằm xuống và bây giờ chỉ còn lại một mình Bo mà thôi.
Nghĩa GAV đang cố gắng đẩy lên để lút đồ của DJ Chip. Trong khi đó thì Châu Tinh Bô thấy vị trí của ông vô địch rồi. Rất khó chịu, quả nết được ném ra. Ốc bơi ngược vào bên trong bờ. Giờ thì Nghĩa đang cố gắng pick mạng của Châu Tinh Bô. Phát hiện ra vị trí của nhau rồi. Nghĩa làm gì trong tình huống này đây? Bô đang ở ngay trước mặt, không hề có quả đéo gì được ném ra trong tình huống này. Rất từ từ, Bô vẫn đang nấp sau hòn đá để nhìn vào vị trí của ốc vô địch. Quả smoke được ném lên trên. Phát hiện ra vị trí của Nghĩa GAV rồi. Nghĩa chủ động di chuyển ra bên trái của hòn đá. Bô là người đang có lợi thế hơn với cái góc nhìn này. Bây giờ thì Bô này lên trên và refund gaming. Nghĩa GAV đã có mạng của Châu Tinh Bô. Như vậy là DJ Chip và Châu Tinh Bô dừng lại ở vị trí 39. Quá nhiều tay chơi đã nằm xuống. Tiếng súng có vẻ như không hề thu hút sự chú ý của Sa Béo một chút nào cả. Sa Béo vẫn đang cặm cụi lút đồ, dáng đi rất bần hèn, cúi người lom khom lút đồ. Và bây giờ có mình khẩu AK Z-Dot cùng với khẩu SKS gắn đằng sau lưng rồi. Trong khi đó thì người đồng đội Mr. Hip có AK và M416. Ông vô địch di chuyển qua khu bên kia cầu. Quá nhiều giao tranh và bây giờ Pino là người đang gặp giao tranh ở khu vực này. Hải Ramos chưa nằm xuống. Và bây giờ thì Sra đang là người sẽ phải 1v2 trong tình huống. Pino đẩy lên. Pino không được rồi. Pino kết thúc được mạng của Srazer và cứu được Hải Ramos trong tình huống này. Rất may mắn là không mất người. Tình huống vừa rồi thì Pino mới chỉ có cho mình giáp thôi chứ chưa có mũ bảo hiểm. Rất may mắn là Pino không nằm xuống. Bây giờ thì khu vực này hoàn toàn clear để Pino có thể loot đồ rồi. Subang và Hate đang cố gắng đẩy lên và trước mặt đang là vị trí của team số 41, đó là Ai Hi, Tome và Skill Kill. Không, Subang quyết định di chuyển ngược ra khu vực đằng sau rồi. Chúng ta cũng đảo qua một chút xem các khu vực khác trên bản đồ. Phật Kiem và White Soul Easy cũng đã làm xuống bởi hai thành viên bên phía Thái Nguyên Gamer. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Phát và Hải Mõm thì di chuyển dần vào trong khu bo khi đã quá đủ súng ống và đạn dược rồi. Bông Mai và Thái Linh Hương. Bây giờ thì Divine, Nicky và Long Ca đã nằm xuống rồi. Và bây giờ cái chức vị cao nhất trong trận đấu vừa rồi là của Thái Linh Hương và Bông Mai, người vừa giành được top 2 trong trận đấu vừa rồi. Hôn gió con mẹ mày. Chúng ta cũng đảo qua, lại có một quà gì đấy được bắn lên. Và OA Bot là người đẩy lên. Quả nết được ném vào trong. Có vẻ như đó là một quả flash thì đúng hơn. Che con cụ mắt rồi. Một quả flash nữa được ném vào. Lại che mắt một lần nữa rồi. Lại một quả flash nữa được ném vào. Lại che mắt một lần nữa rồi. Bot quyết định đẩy vào trong. Mở cửa rồi. Tại sao không đẩy vào luôn trong tình huống này khi mà đồng đội che mắt 3 lần. Lại đóng cửa từ vị trí của Snai. Mở cửa ra từ vị trí của Bot. Đóng cửa vào từ vị trí của Snai và mở cửa ra từ vị trí của Bot. Bây giờ thì Bot nhìn thấy vị trí của Snai rồi. Có đẩy vào trong hay không? Mắt cớt là có người có mạng của Bảo Anh Hitmi. Bây giờ đẩy vào trong. Bot có mạng rồi và Bảo Anh Hitmi đang bị đông vào trong tình huống này. Bên chỉ còn 1v1 mà thôi. Mà cớt là người đang đuối máu trong tình huống này hơn. Và bây giờ đang hồi máu rồi. Như vậy là OH Bot nằm xuống rồi. Và Snai là người đã được cứu tình huống vừa. Tuy nhiên lại có thêm sự xuất hiện của Bigo Kunmak và quốc anh BigoVN. Quả nết được ném vào trong và có vẻ như vào trong được cửa sổ rồi. Quả nết nổ nhưng không, chính xác hơn là quả nết đã bật ra ngoài. Marker 69 vẫn chưa thể cứu được người đồng đội mình. Trong khi đó thì đang có sự đẩy vào từ vị trí của Bigo Kunmak rồi. Cánh cửa được mở ra. Quốc Anh yếu máu trong tình huống này và bây giờ chủ động đẩy ra từ vị trí của Marker. Marker knock out được đối phương rồi và bây giờ có knock out được tiếp hay không đây? Không thể, Bigo Kunmak là người có mạng của Marker trong tình huống vừa rồi. Không thể có double kill từ vị trí của Marcus. Tiếng súng lại thu hút sự chú ý của Nelty và Leo Nè. Thấy vị trí của Kunmak rồi. Kunmak di chuyển vào trong và quả nết sẽ được ném ra từ vị trí của Nelty. Sự nết rất lâu và Bảo Anh Bigo đẩy vào trong. Quả nết double kill từ vị trí của Nelty. Quá tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy với map Sanok này giao tranh xảy ra liên tục và chỉ có một tiếng súng nổ ra thôi là cũng thu hút được sự chú ý của quá nhiều team rồi. Hate nằm xuống rồi và Subang chỉ còn lại một mình mà thôi. Trước mặt đang là Hải Ramos và Pino. Trên cầu thì đang là Ai Hi, Tome và Skui. Skui bị knock out rồi và ui địt mẹ bắn mẹ hòn đá rồi em ơi.
Pino chấp thời cơ rất nhanh khi có ngày mạng. Ơ lại lộ vị trí rồi. Như vậy là double kill dành cho Pino quá dễ dàng. Pino vừa bắn với khẩu súng mới. Ui giời, đi pẹ bắn luôn cả và đít đồng đội. Subang đang bị lộ vị trí rồi. Táp rất nhanh từ vị trí của Subang, tuy nhiên không viên nào chính xác cả. Để Subang chủ động di chuyển ngược ra khu đằng sau. Có tiếng súng bắn ra từ vị trí của Hải Mõm. Pick Asia và mẹ là Nhất đang bị lộ vị trí rồi. Và bên Hải Mõm và Phát đang có vị trí trên cao ở trên đồi. Gần đó là vị trí của Digibom. Digibom phát hiện ra vị trí của Pick Asia và mẹ Ibop. Ai sẽ địch con mẹ mày. Mẹ là Nhất. Bây giờ mẹ là Mốt. Nhất có đẩy lên hay không đây? Không hề có quả nết được ném ra cả. Bây giờ thì có rồi. Quả nết được ném ra từ vị trí của mẹ là Nhất. Bây giờ chủ động đẩy ra khu bên trái. Không được rồi. Ui ôi. Quả nết của mẹ là Nhất kết thúc được luôn. Team số 31 đó là vị trí của Hoàng Anh và Digibom. Quá tuyệt vời. Trước khi đó thì Hoàng Anh đã knock out được vị trí của mẹ là Nhất rồi. Clear hoàn toàn vị trí của team số 3 và team số 31. Hải Mõm và Phát vẫn đang là người ở vị trí trên cao và khu vực này khá là thoáng rồi. Bò đang dần di chuyển. Pino nhìn thấy vị trí của Nguyễn Anh Dũng và Andres Gaming. Còn Hải Ramos thì đang chủ động hướng mình, ánh mắt của mình ra khu vực đằng sau. Subang di chuyển sang khu bên trái và rất gần đó là vị trí của Bông Mai và Thái Linh Hương. Thái Linh Hương có mình một ngôi nhà rồi, gần đó là vị trí của Đức Anh. Và bên chúng ta quay trở lại con bắt của Huy Tử Du. Huy Tử Du nằm xuống bởi Huy bên MT rồi. Hai Huy trên bản đồ và chỉ có một Huy sống sót mà thôi. Di Leo và Méo Ú thì quyết định lên xe bỏ đi. Gần đó là vị trí của Depsu và Double P. Đang đợi Méo Ú lên xe hay không đây? Không phải. Di Leo quyết định bỏ đi. Và tiếng xe có vẻ như thu hút sự chú ý của Depsu và Double P rồi. Méo Ú thì đang ở trên đồi. Còn Di Leo thì chủ động đi xa hơn. Phiêu P vừa có mạng, đi phép rất nhiều con bạn. À, như vậy là một cái đồ hốp thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và Di Leo có mình một khẩu hốp rồi. Phun đồ có bà, trong khi đó thì Mèo Ú phát hiện ra vị trí của Double P và Depsu ở rất gần đó. Có quả nết được ném ra hay không đây? Double P bị bắn một viên M4 vào người rồi. Có vậy thì có quả nết được ném lên. Mèo Ú bị knock out bởi Double P trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ Di Leo đang ở khá xa. Làm sao để có thể backup được cho người đồng đội mình đây? Hai quả nết được tiêm vào Double P có cho mình mạng của Mèo Ú rồi. Chia nhỏ đội hình ra và bây giờ Di Leo đang bị bắn. Di Leo bị một viên M24 rồi. Sấy từ vị trí của Depsu và Di Leo quá yếu máu tình huống này. Di Leo được biết đến là một trong những người scout chính của Divine Esports tại thời điểm hiện tại. Hồi máu từ vị trí của Di Leo. Rất may Di Leo trong tình huống vừa rồi là đã có cho mình full set giáp 3. Nếu không thì rất có thể sau một viên K và một loạt sấy M4 vừa rồi, Di Leo đã nằm xuống rồi. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem quả nết được ném ra từ vị trí của Di Leo đến vị trí của Depsu. Trong khi đó thì Depsu cũng có mình một quả nết vô cùng lợi hại, cấu đi gần hết máu của Di Leo rồi. Giờ Di Leo chủ động ra khu bên trái, tuy nhiên quả nết của Double P lợi hại hơn rất nhiều và Di Leo ngã sấp vào lồn trong tình huống vừa rồi. Mạng thuộc về Double P và Double P nâng tổng số kill mình lên 2 rồi. Clear hoàn toàn đội hình của team Di Leo và Mèo Ú. Quá tuyệt vời. Quay trở lại một chút. Trong khi đó thì Sa Béo và Mr. Hip cũng đã có cho mình được hai mạng đầu tiên rồi. Di chuyển qua cầu. Hải Mõm và Phát cũng đang di chuyển dần vào trong khu bò. Trước mặt đang là vị trí của Bông Mai cùng với vị trí của Thái Linh Hương. Red Zone rất nhiều và chúng ta cùng chờ đợi xem Hải Mõm và Phát có thoát được cái loạt Red Zone này không đây. Không có nhà để có thể nấp trong tình huống này. Lại còn đi rất gần nhau nữa. Có vẻ như là thoát được lọt Red Zone này rồi. Và bây giờ bên dưới đang là vị trí của Bông Mai và Thái Linh Hương. Gần đó là vị trí của Pino và Hải Ramos. Cách đó không xa là vị trí của Nguyễn Anh Dũng và Red Gaming. Và khá gần đó là vị trí của Kang và Candy Rock, hai thành viên của Thái Nguyên Gamer. Depsu và Double P sau khi clear hoàn toàn đội hình của Gigi Leo và Mèo With Me đang dần dần đẩy vào giữa khu bò. Có tiếng súng bắn ra từ vị trí của Red Gaming thì phải. TF17cm vừa clear hoàn toàn đội hình của team số 49. Xa Béo và Ốc Vô Địch có vẻ như sắp chạm sát với nhau rồi. Ốc Vô Địch là người đã cho mình lút được cho mình khẩu M249 cùng với full đồ cấp 3. Gần đó là vị trí của Xa Béo và Mr. Hip. Bò rất từ vị trí của Ốc Vô Địch. Còn người đồng đội của Ốc Vô Địch Nghĩa GAV đang có những dấu hiệu đẩy lên trên. Xa Béo thì vẫn đang ngồi ở tường châm điều cần.
Bây giờ thì từ từ đẩy sang bên trái, và có vẻ như là Sa Béo cũng phát hiện ra là đối phương đang ở ngay trước mặt mình rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Sa Béo xử lý tình huống này như thế nào đây. Một trong những người phải nói là rất béo, rất cao to và gáy cũng rất to nữa. Sa Béo lại chui vào nhà. Và đằng sau là rất là chơi bời cùng em yêu màu tím đang đẩy dần vào trong khu bò. Bò lệch vào khu vực Paradise Resort. Quang Ngọc Trinh và Spoon TC thì đang có cho mình một ngôi nhà khá gần vị trí của bò. Bồng Mai và Thái Linh Hương đang có những dấu hiệu di chuyển đầu tiên rồi. Có giao tranh ở khu vực này và Depsu có mang của Kang, và bên chỉ còn lại một mình Ken Rock, và Ken Rock cũng đã bị clear bởi Double P rồi. Thi đấu vô cùng hiệu quả từ vị trí của Depsu và Double P. Một tình huống phải nói là giao tranh quá nhanh, và bây giờ tiếng súng có vẻ như đã thu hút sự chú ý của Red Gaming. Họ quyết định đẩy vào trong và crash game rồi thưa quý vị và các bạn. Chắc hẳn là như vậy rồi, địt mẹ crash game rồi. Quay trở lại trận đấu của chúng ta, còn 13 team và 25 người trên bản đồ. Đang có giao tranh giữa ốc vô địch và các thành viên bên phía của HiBLT rồi. Ốc là người chủ động ngó cửa sổ, và ốc có ngay mạng của Emmy27 trong tình huống vừa rồi. Tiếng súng sẽ thu hút sự chú ý của Emmy một tí của người đồng đội mình hay không đây? Có vẻ như là đéo, khi mà Emmy một tí vẫn rất là chơi bời. Bị lộ vị trí rồi. Bây giờ thì ốc vô địch đang xả đạn vào vị trí của Emmy một tí, chủ động đẩy lên từ vị trí của ốc vô địch. Ta cùng chờ đợi xem ốc vô địch xử lý tình huống như nào đây. Có mình khẩu M19 cũng ống ngắm 2x. Và đằng sau là cầu súng mới để phát hiện ra vị trí của em yêu một tím rồi. Sấy chưa tốt, nên được ném ra rất nhiều. Ốc vô địch bị đông ao hay không đây? Không bị đông ao trong tình huống vừa rồi. Loạt nên được ném ra từ vị trí của em yêu một tím, và bây giờ em yêu một tím đẩy vào trong. Lại một quả nết nữa hay sao? Đúng là như vậy rồi, quả nết chưa được chính xác từ vị trí của em yêu một tím, và bây giờ em yêu một tím đẩy vào từ cửa chính. Có mở cửa ra hay không đây? Chưa được. Gia về vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi mà ngó cho em yêu tím không thể đẩy vào cái cửa của ông vô địch được. Bé ông vô địch chủ động đẩy ra ngoài. Ông vô địch có được mình mạng không? Không thể knock out được trong tình huống rồi. Bé chủ động đẩy ra khu bên trái. Giao tranh rất nhiều, và bây giờ ốc phải xử lý như nào đây? Để Nghĩa dè về chủ động đẩy lên trên. Nghĩa có được mình mạng của rất là chơi bời rồi. Bây giờ còn lại em yêu tính mà thôi. Em yêu tính bị quá yêu máu trong tình huống vừa rồi rồi. Em yêu tính đẩy ra. Em yêu tính không thể làm được gì trong tình huống vừa rồi. Và Nghĩa dè về, và ông vô địch clear hoàn toàn đội hình của em yêu tính trong tình huống vừa rồi. Rất khó chịu, và bên nâng tổng số kill mình lên 6 rồi. Bên dưới này thì đang giao tranh. Pino và Hải Đá Một đã nằm xuống rồi. Bồng Mai và Viking Thái Linh Hương cũng đã biến thành người âm phủ. Bây giờ thì chỉ còn Game Home Nelty cùng người đồng đội leo nè của mình thôi. CVC là người chủ động đẩy lên trên. Không, lại quay lại đằng sau rồi. Thành viên của Miki Bay Marine quyết định thi đấu an toàn trong tình huống này. Dễ hiểu thôi, tại vì có một cái iRope đang rơi ngay trên đầu họ. Xuống rất nhanh mà thôi. Tốc độ rơi của iRope rơi vào khoảng 2,5m một giây. Trong khi đó thì 17cm và Evo Sirius của mình cũng đã tiếp cận được dần trong khu bo rồi. Khu Paradise Resort đang có 3 team xuất hiện. Sa Béo là người vẫn còn sống sót trong trận đấu của chúng ta, khi mà những cái vòng bo đã bước đến thứ 5 rồi. 40 giây nữa cái bo tiếp theo sẽ di chuyển. Khi đó thì Sa Béo vẫn còn sống. Ui địt mẹ, Sa Béo cuống, và Sa Béo bắn con mẹ một viên vào mẹ vào những cành cây dưới đất rồi. Bây giờ thì đang bị bắn bởi thành viên của TF 17cm và Sirius. Bây giờ chúng ta cùng xem kỹ năng của Sa Béo nào. Sa Béo cầm cho mình khẩu MK14. Vẫn đang nhìn bướm nhìn hoa, vẫn chưa biết đối phương ở đâu cả. Giờ Sa Béo quyết định chọn cho mình một gốc cây. Sa Béo ngó ra bên trái, rồi Sa Béo nhìn theo quả nết bay ra. Sa Béo nhìn thấy đối phương rồi, quả nết vào vị trí Sa Béo, và bây giờ Sa Béo bị knock out rồi. Chưa thể hiện được nhiều trong trận đấu này và cũng như trận đấu trước đó. Giờ thì Hip có buồn cứu Sa Béo hay không đây, khi mà bên cạnh ốc vô địch là người đang đẩy lên cùng người đồng đội của mình. Sa Béo nằm xuống với ốc vô địch rồi, và Sputtigy có mạng của Quang Phạm trong tình huống vừa rồi. Quá khó chịu, và bây giờ
Mr. Hip làm gì đây khi mà Bo đến rồi? Hồi máu cho mình và bắt đầu đẩy lên vị trí của ông vô địch. Spoon TC có cho mình mạng của NBA Hưng. Như vậy clear hoàn toàn đình team số 44 rồi. Bắn tốt từ vị trí của Mr. Hip. Tuy nhiên Evosirus là người bắn tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Bây giờ còn ông vô địch mà thôi. Evosirus đẩy lên trên trong tình huống này. Và ông vô địch đang lợi dụng bộ đồ cỏ mình để nằm ở dưới cây. Rất khó chịu với bộ đồ vàng. Bây giờ thì còn TF 17cm mà thôi. Ốc vô địch vẫn đang tận dụng bộ đồ cỏ mình vô cùng tốt. Và bây giờ Nghĩa Gia về quyết định đẩy lên khu vực bên trên. Chưa thấy vị trí của TF đâu cả. TF knock out được vị trí của Nghĩa Gia về tình huống này. Và bây giờ ốc vô địch đẩy lên trên. Chưa thể có mạng, như vậy là có mạng của đối phương rồi. TF 17 nằm xuống, đồng nghĩa với việc team số 11 của chúng ta nằm xuống ở vị trí số 5. Và Nghĩa Gia về sẽ được cứu sớm trong tình huống này mà thôi. Bây giờ Sim VC 1 đẩy lên trên, quay về hướng có tiếng súng, gần đó là vị trí của Leo Nè và Nelty. Mr. Quick đang ở khá xa người đồng đội mình. Trong khi đó thì Quang Ngọc Trinh và Spoon TC vẫn đang chiếm giữ khu Paradise. Khó mà có thể xác định được ai sẽ là người được top 1. Tuy nhiên tôi đặt rất nhiều hy vọng cho ông vô địch, một trong những thành viên hiện tại đang thi đấu với cái tên mới rồi, Zmi 5 sao. Từ khi đổi sang Zmi 5 sao thì team QG cũ đã có mình vô cùng nhiều thành tích. Ví dụ như đi mày top mười mấy ở mày VNPT. Ôi đi mày đang có giao tranh rồi. Quick là người vừa nằm xuống và bây giờ chỉ còn lại Sim VC 1 mà thôi. Sim cũng đã nằm xuống bởi vị trí của Delty rồi. Như vậy là chỉ còn 3 team cùng 6 player trên bản đồ mà thôi. Tất cả các team đều đang đủ người ở tình huống này. Bây giờ thì Quang Ngọc Trinh bắn vào viên mời từ vị trí của Delty. Xả thêm những viên AK ở vị trí của Delty. Những viên AK vô cùng chính xác vào gốc cây và hòn đá. Giờ thì tiếp tục thay đạn mời từ, thay vị trí của Nelty và một viên mời từ chính xác của vị trí của Nelty rồi. Nelty mất đi cho mình nửa bóng và smoke được ném ra. Quang Ngọc Trinh bị quả smoke che tầm nhìn và đang đéo biết làm gì cả. Trong khi đó thì Lèo Nè đang bị knock out bởi bóng vô địch. Bắn quá tốt với khẩu M249 cùng với ông nắm 2x của mình. Bây giờ tiếp tục xả đạn vào vị trí của các thành viên bên phía ưu địch mẹ, các thành viên thành người âm phủ con mẹ hết rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 2v2 mà thôi. Ông vô địch là người đang có rất nhiều lợi thế khi có mình một hòn đá để có thể nấp. Trong khi đó thì Quang Ngọc Trinh và Spoon TC sẽ phải di chuyển sớm để vào được khu vực bò. Chưa nói đến chuyện có giao tranh hay không, bây giờ phải nói đến chuyện là có vào được bò hay không trước đã. Nghĩa Dìa về thì vẫn đang ngồi quấn máu ở đằng sau. Thả máu từ vị trí của ông vô địch. Và bây giờ ông vô địch quay lại vị trí của mình rồi. Giật điểm và bây giờ có vẻ như có một quả smoke được ném ra. Quang Ngọc Trinh là người sắp bị lộ vị trí trong tình huống này. Bò bắt đầu di chuyển rồi. Đấy, cùng xem ốc xây hiện nhau đây. Xây 3x và M19 quá tốt. Quang Ngọc Trinh nằm xuống và bây giờ Spoon TC 1v2 trong tình huống này. Và Spoon TC làm sao có thể chống lại được refund Nghĩa Gia về đây. Kết thúc rồi và ốc vô địch là người kết thúc được trận đấu với tổng số kill là 13. Quá kinh khủng, quá tuyệt vời, quá khủng khiếp.